Vì tàu Sân bay T-001A là tàu sân bay đầu tiên được Trung Quốc phát triển và sản xuất nội địa. Sản phẩm quân sự này đang được chuẩn bị và hoàn tất mọi công đoạn cuối cùng để sẵn sàng cho việc vận hành, phục vụ lễ kỷ niệm lần thứ 68 của Hải quân nước này. Chiếc tàu nặng 50.000 tấn này hiện đang ở sưởng đóng tàu Dalian. Bến tàu đã được chuẩn bị mọi điều kiện để đưa tàu sân bay T-001A vào vận hành thử nghiệm. Các nhà khoa học cũng như giới chức Trung Quốc đều hy vọng sản phẩm tàu sân bay nội địa đầu tiên này sẽ hoạt động suôn sẻ và không gặp rắc rối trước khi được cấp phép đưa vào phục vụ chính thức tàu sân bay này sẽ phải trải qua thêm vài năm nữa để hoàn thiện và trang bị thêm